Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Arsenal với Everton 6 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2022, Club Friendly Game. Còn hơn nửa tháng mùa giải 2022-23 mới chính thức khởi tranh, nhưng người hâm mộ Arsenal lúc này có lẽ đang rất háo hức về một mùa giải thành công của câu lạc bộ. Không chỉ hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng, đội bóng chủ sân Emirates còn có những màn trình diễn vô cùng chói sáng trong các trận giao hữu. Sau khi hủy diệt Ipswich 5-1 ở trận đầu tiên, The Gunners xuất sắc đã lội ngược dòng đánh bại Nürnberg 3-5 nhờ nguồn cảm hứng mang tên Gabriel Jesus, tân binh trị giá 45 triệu bảng. Được huấn luyện viên Mikel Arteta tung vào sân trong hiệp 2, cựu tiền đạo của Man City chỉ mất 90 giây để có pha lập công đầu tiên cho đội bóng mới trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 75. Với khả năng hòa nhập nhanh chóng của dàn tân binh và sự trở lại của những trụ cột trong thời gian tới, Arsenal hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Nhiều khả năng, họ sẽ nối dài chuỗi trận thăng hoa bằng một chiến thắng trước Everton. Trên thực tế, Everton là một đối thủ tương đối khó chịu với Arsenal của Mikel Arteta. Dưới thời nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Arsenal đã thua 3 trên 5 lần đụng độ đội bóng thành phố cảng. Mặc dù vậy, Mikel Arteta lại có thành tích đối đầu hoàn toàn áp đảo huấn luyện viên hiện tại của Everton là Frank Lampard. Ở lần so tài gần nhất, Arsenal của Mikel Arteta đã vùi dập Everton của Frank Lampard với tỷ số đậm 5-1. Khi người không phổi còn dẫn dắt Chelsea, Mikel Arteta cùng Arsenal đã thắng 2, hòa 1 và chỉ thua đúng một trận sau 4 lần chạm trán The Blues. Do đó, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu pháo thủ thành London gieo sầu cho nửa xanh vùng Merseyside. Nhận định trên càng được củng cố bởi Arsenal lúc này đang cực kỳ hưng phấn, trong khi phong độ cũng như thể lực của các cầu thủ Everton vẫn còn là dấu hỏi rất lớn khi mà họ vừa mới hội quân trở lại và chưa thi đấu trận nào. Mặt khác, lực lượng của Everton chẳng những không được cải thiện mà còn mất đi ngôi sao sáng giá nhất là Richarlison chuyển sang Tottenham. Thua kém Arsenal về mọi mặt, quá khó để Everton giành được kết quả khả quan trong trận mở màn của đợt tập huấn mùa hè. Với kèo châu Á Arsenal chấp 1.0, anh em nên cân nhắc kèo trên. Chốt kèo Dream88, nhà cái uy tín, minh bạch và đẳng cấp nhất châu Á hiện nay. Dream88, kênh đầu tư siêu lợi nhuận với tỷ lệ cá cược thắng cuộc thuộc tớp cao nhất thị trường hiện nay. 1-99, cược càng lớn, thắng càng đậm. Dream88 liên kết với hàng chục ngàn ngân hàng uy tín nhất Việt Nam, đảm bảo giao dịch của người chơi luôn được nhanh chóng và an toàn nhất. Khuyến mãi cực khủng cho người chơi, thành viên Dream88 nhận ngay lì xì cực khủng lên đến 88.888.000 đồng. Mọi thông tin giao dịch của khách hàng được bảo mật tuyệt đối với hệ thống bảo mật 5 lớp tiên tiến nhất hiện nay. Dream88, nhà cái trực tuyến được yêu thích uy tín nhất châu Á hiện nay. Châu Á, Arsenal chấp 1.0 full time. Với phong độ lúc này, không khó để Arsenal khuất phục được Everton. Điều mà giới mộ điệu quan tâm có chăng chỉ là liệu huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ bày binh bố trận như thế nào, hay những tân binh của Arsenal có tỏa sáng hay không mà thôi. Trong bối cảnh Arsenal đang thăng hoa, đầu tư vào một Everton vẫn chưa xác định được phong độ rõ ràng là sự lựa chọn quá mạo hiểm đối với người chơi. Với kèo châu Âu, anh em cũng nên cân nhắc pháo thủ. Chốt kèo châu Âu, Arsenal thắng. Sau 21 trận dưới thời Frank Lampard, Everton đã chỉ có vỏn vẹn 6 trận giữ sạch lưới và có tới 10 lần phải hứng chịu ít nhất 2 bàn thua trận. Trên thực tế, những đội bóng mà người không phổi từng dẫn dắt là Chelsea hay Derby County cũng chưa từng được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự. Với việc hàng công của Arsenal đang vào form, khả năng cao khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một trận cầu mãn nhãn và đầy ắp bàn thắng. 4 trên 5 trận gần nhất của Everton không dưới 3 bàn trận. 4 trên 5 màn so tài gần nhất giữa Arsenal và Everton cũng chẳng ít hơn 3 bàn trận. Với kèo tài xỉu 3.0, anh em nên cân nhắc cửa tài. Trước kèo tài xỉu 3.0 chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, Arsenal chấp 1.0 full time. Kèo châu Âu, Arsenal thắng. Kèo tài xỉu 3.0 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Arsenal 4, Everton 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.